mọi người, chào mừng mọi người đã đến với bản tin chống tối cổ tới thế nào, và mình là Trúc đây. Hôm nay thứ năm rồi đó, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi để chúng ta tiến thẳng đến cuối tuần rồi. Yeah! Và không để mọi người chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đến ngay bản tin ngày hôm nay. Mở đầu là một tin liên quan tới IELTS nha. Cấp phép thi IELTS trở lại. Từ hôm nay 17 tháng 11, tổ chức giáo dục IDP được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS trở lại. Theo quyết định được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 17 tháng 11, IDP được liên kết phối hợp với công ty IELTS Australia Pty Ltd tại Australia để tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS. IDP được yêu cầu thông báo lịch thi với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành tối thiểu trước 5 ngày, đồng thời báo cáo hoạt động định kỳ 6 tháng một lần trước 25 tháng 6 và 25 tháng 12 mỗi năm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, IDP, Hội đồng Anh cùng hàng loạt đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam thông báo hoãn thi đến khi có thông báo mới. Đây là tình huống bất khả kháng và tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ, IDP thông báo trên website. Khối u chiếm 3/4 ruột vì sở thích uống rượu ăn tiết canh. Tạp chí Tri thức trực tuyến ngày 17 tháng 11 đưa tin Bệnh viện Ca Trung ương vừa tiến hành một ca phẫu thuật vô cùng đặc biệt. Bệnh nhân cao 1m7 nhưng chỉ nặng 48-50kg, nhập viện trong tình trạng bán tắc ruột, đại tiện khó khăn kèm ra máu. Kết quả hình ảnh nội soi cho thấy khối u rất lớn chiếm 3/4 chu vi lòng đại tràng sigma, khiến ống nội soi không thể nào đi qua để quan sát các phần còn lại của đại tràng. Ngoài ra, bệnh nhân có lớp mỏ nội tạng nhiều và tổ chức mô, cơ quan lỏng lẻo, kém chắc và rất dễ chảy máu. Đây là biểu hiện của một người lạm dụng rượu bia kéo dài hoặc có thể đã sử dụng các thuốc chống viêm corticoid không có sự kiểm soát thích hợp. Ca phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn, ca mổ kéo dài tới 5 tiếng so với dự tính chỉ 2-3 tiếng ban đầu. May mắn ca phẫu thuật thành công, người bệnh có thể rời khỏi phòng mổ an toàn. Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử uống rượu bia trên 30 năm nay, từ vài chén đến gần nửa lít rượu mỗi ngày. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng có sở thích ăn nhậu, tiết canh, thịt đỏ, thịt nướng, lòng và phủ tạng động vật. Đây rõ ràng vẫn là thói quen gặp phải rất nhiều người Việt Nam, nhất là ở đàn ông. Đó đều là những thực phẩm rất độc hại khi xâm nhập vào cơ thể trong một thời gian dài. Chỉ đến khi khối u đã to chiếm gần hết chu vi lồng ruột, mỗi đêm đều đi vệ sinh tới 4-5 lần và vẫn khó khăn, gây nên cơn đau dai dẳng, người bệnh mới nghĩ tới việc đi khám. Bác sĩ Hải Nam, phó trưởng khoa ngoại bụng 1 bệnh viện Ca Trung ương cho biết. Mọi người ơi, chỉ còn vài tháng nữa là tới Tết rồi, cho nên mọi thứ từ lựa chọn quần áo đến lựa chọn đồ ăn chúng ta đều phải cân nhắc nhé. Cảnh giác, thu mua hơn 2 tấn gà thối để bán cho xưởng làm ruốc giò chả. Ngày 17 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử lý và bàn giao cho địa phương tiêu hủy trên 2 tấn thịt gà chết. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan thú y tỉnh Đồng Nai kiểm tra phát hiện tại cơ sở tổ 43, khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đang giết mổ gà trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 4 người đang đánh lông và mổ thịt gà trên nền xi măng ẩm thấp dơ bẩn. Một lượng lớn gà chết còn đang chứa trên thùng xe tải. Lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng hơn 2,2 tấn gà công nghiệp đã chết bốc mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ cơ sở khai nhận số gà chết nói trên được thu mua từ các trại gà trên địa bàn xã La Ngà và xã Suối Nho thuộc huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai với giá trị 4.000 đồng một ký, sau đó vận chuyển về cơ sở sơ chế làm sạch lông để đi tiêu thụ trên địa bàn Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thịt gà chết này chủ yếu bán cho một số cơ sở làm giò chả, chà bông hay còn gọi là rút thịt, quán cơm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giải trí hot nhất trong ngày. Thời gian vừa qua thì cộng đồng mạng cũng khá là xôn xao với thông tin diễn viên Hữu Tính sử dụng chất kích thích tại nhà riêng. Vậy thì anh sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào? Diễn viên Hữu Tính đối mặt 7 đến 15 năm tù. Vụ việc diễn viên Hữu Tính, tên đầy đủ là Trần Hữu Tính, sinh năm 1987, bị bắt sau khi bay lắc cùng bạn tại căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận xôn xao. Ngày 17 tháng 11, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với những người liên quan trong vụ việc. Trong đó, diễn viên Hữu Tính bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm B, C khoảng 2, điều 255 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Nguyễn Hoàng Phi, người ở cùng chung cư với Hữu Tính, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hữu Tính là quán quân chương trình Cười Xuyên Việt năm 2016. Ngoài ra, nam diễn viên tham gia nhiều vở kịch, phim, game show truyền hình. Sau đây cũng là một tin hot không kém. Brad Pitt từ sau khi chia tay Angelina Jolie thì anh dính rất nhiều tin đồn về quen người này, người kia, người mẫu này, người mẫu nọ. Tuy nhiên thì anh chưa bao giờ thừa nhận. Hôm nay chúng ta lại có một tin cực hot, đó là Brad Pitt quen vợ cũ của đồng nghiệp. Brad Pitt hẹn hò vợ cũ của đồng nghiệp. VN Express dẫn thông tin từ Basic cho biết Brad Pitt và Ine de Ramon, vợ cũ của nam diễn viên Paul Wesley, hẹn hò vài tháng qua. Nguồn tin cho biết hai người quen nhau qua một bạn chung và đã tìm hiểu được vài tháng. Người này nói Brad Pitt say mê Ines vì cô đáng yêu, hài hước và luôn giàu năng lượng. Ines de Ramon, 29 tuổi, hiện đang làm việc trong ngành kinh doanh trang sức. Tuy hạnh phúc bên nhau, Brad Pitt và Ines chưa tính đến chuyện tình cảm nghiêm túc. Nguồn tin cho biết hai người không muốn trói buộc lẫn nhau bởi các mối quan hệ. Cặp sao không trả lời các câu hỏi của truyền thông về việc hẹn hò. Brad Pitt hiện chưa hoàn tất thủ tục ly dị Angelina Jolie, dù hai người xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4 năm 2019. Cặp sao đang tranh quyền nuôi con tại tòa án ở California. Sau khi chia tay năm 2016, tài tử bị đồn yêu nhiều diễn viên, người mẫu nhưng anh đều không phản hồi. Ta-da! Và đó cũng là thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Và đừng quên đón xem tối nay thế nào vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.